Chào các bạn đang xem kênh Sắc Màu Cuộc Sống với Vườn Rau Thu Nhỏ. Clip hôm nay mình giới thiệu với các bạn là cái cách mình trồng những cây ổi ruby và cây ổi nữ hoàng. Và trong thời gian qua mình trồng ba cây ổi này là bữa nay là được khoảng 5 tháng rồi. Thì vừa rồi đó thì mình hái một số trái của hai cây ổi này là cây ổi ruby. Thì trái nó chín rất là ngon, ngọt, cái màu nó hồng hồng. Số bạn mới hỏi là cái vườn rau thu nhỏ của mình ngoài trồng các loại rau thì mình trồng cây ăn trái, thì một số cây như thế này là sao mà chỉ trồng trong chậu mà chăm sóc trái nó cũng nhiều. Bây giờ các bạn thấy không, cái này là hiện nay đang ra bông rất là nhiều. Thì cái cây này mình đã tỉa cành là cách đây là khoảng 45 ngày. Mình tỉa cành một khoảng trung tuần tháng 7 đó, là khoảng 20 gần cuối trung tuần tháng 7, thì bây giờ đã là tháng 9 rồi. Và nói chung là trong 45 ngày thì nó ra bông rất là nhiều, các bạn thấy nó ra bông này, ra bông này, trái này, bây giờ là cái đấy. Tuy nhiên thì những cái cây này trái nó ra đậu đấy, thì cái cây này trái cũng nhiều nè, các bạn thấy trái nhiều. Và bây giờ những cái trái như thế này thì mình cần phải tỉa bớt mấy cái lá mà nó thừa để cho nó nuôi cây. Ví dụ như cái này, cái nhánh này thì mình sẽ tỉa ra. Bên này thì trái là quá nhiều luôn, phải tỉa bớt để cho nó nuôi ra, nó không có đưa đọt ra nhiều, nó lại nuôi đọt. Cái này bỏ bớt cái này rồi có trái nó nuôi. Bây giờ mình tiếp tục cắt mấy cái nhánh chồi con ở trong này nè các bạn. Đây cái nhồi chồi con nè. Những cái chồi con này nó ở trong thân, nó không giúp gì. Là phải cắt bớt cái này để tập trung cho nó nuôi những cái nhánh lớn hơn, và nhánh lớn này nó lại nuôi trái tiếp. Đây, cái nhánh này mình cũng cắt luôn cho nó nuôi cái thân kia. Đây, cái nhánh này trước đây mình để gì mình cũng cắt luôn, nhánh bên này luôn. Đây, nó đang ra bông ra trái nhưng mà cắt luôn. Thank you.
Đây, các bạn thấy bây giờ sau khi cắt thì cây nó đẹp ra và nó trống đi, thì ánh nắng nó rọi vào thì nó sẽ làm cho cây phát triển tốt hơn, và một số sâu bệnh rầy rẹp rồi thì mình xịt thuốc nó cũng dễ hơn. Để cho các cái cây ổi này nó ra bông và đậu trái thì trước khi mình tỉa lá thì mình có bón phân là hữu cơ cho trùng quế nè, rồi mình thêm một ít phân viên của ốc nè, và thêm một ít NPK có lần và kali cao để cho nó dễ đậu trái. Tức là nó mình bất cái đợt này thì mình giảm đạm đi, thì có phân lăng đó mình bón là 15 30 15, thì sau khi nó đậu trái như thế này nè thì mình sẽ bón thêm là hữu cơ, cái tỷ lệ nó như trên, mình sẽ mà cũng thêm một ít NPK như là 15 5 25, đấy thì cho nó tăng cường cái đậu trái. Tuy nhiên đó, nếu mà cắt một lần là nó ra như cái cây này nè thì dễ bón phân hơn, tức là nó ra trái một lúc thôi, một lúc và chín cùng lúc. Còn đối với cái cây ổi nữ hoàng này nè thì các bạn thấy vừa trái lớn bằng cái nắm tay của em bé như thế này, rồi lại trái nhỏ hơn đây, và còn lại tiếp tục là trái bằng cái ngón tay, rồi tiếp tục lại ra bông tiếp. Cho nên là cái cây này là phân thì phải bón trung hòa thôi, tức là vừa bón phân có đạm, có kali, có lăng, để vừa nuôi trái lại vậy vừa nuôi hoa cho cây nó tiếp tục ra trái, thì mình sẽ có được trái ăn thường xuyên hơn như cái cây ổi nữ hoàng này, tức là lúc nào là cũng có trái chín và lúc nào là cũng có trái khác lại tiếp tục ra bông. Mỗi một cái phương pháp thì nó có được một cái lợi này, nhưng mà nó cũng có được một cái là không hay chỗ khác là nó khó cho mình bón phân định kỳ, thì tùy mình trồng mình ăn, cho nên có được ra bông được cây nào thì có trái thì mình ăn cây đó thôi, chứ không phải kinh doanh mua bán gì mà phải đợi cho nó đồng bộ thì mới hái, như vậy nó cũng rất là khó. Thì ổi mà sau khi chúng ta mà cắt tỉa như thế này mới được là khoảng 45 ngày đậu trái, thì khoảng chừng thêm khoảng 40 ngày nữa là nó sẽ, ổi nó sẽ chín, tức là khoảng 1 tháng rưỡi nữa. Bạn vừa xem clip của mình là tỉa sơ cho cái cây ổi này để cho nó tập trung nó nuôi các trái mà nó đang lớn. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo.